Anh chỉ đá thôi đúng không? Vũ Thế Vương có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình mỗi sau và qua mỗi cái trận đấu, tức là khi mà được đối thủ là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thì cái cảm xúc vào trận đấu. Tại vì câu lạc bộ Hà Nội là câu lạc bộ mạnh, giờ là số 1 bóng đá vô địch mình. Cảm giác gặp rất là, chung là như ba trận khác thôi, nhưng mà đội bóng Nam Định thì gặp đội Hà Nội thì cũng rất là tự tin và muốn thể hiện mình, khẳng định mình. Cầu thủ nào cũng thế. Đó là cái bí quyết, có phải chăng là nó là cái bí quyết để cho tức là tạo ra cái sự hưng phấn cho các cầu thủ Nam Định, dù được giá là thấp hơn nhưng mà hoàn toàn có thể vẫn có thể ghi được bàn vào lưới của Hà Nội. Vâng, chính vì thế thì câu lạc bộ Nam Định cũng rất tự tin trước câu lạc bộ Hà Nội, vì câu lạc bộ Hà Nội là câu lạc bộ mạnh nên là hầu như câu lạc bộ nào gặp câu lạc bộ Hà Nội cũng thế, cũng rất tự tin muốn thể hiện mình, khẳng định mình mùa giải này. Với cá nhân Vũ Thế Vương thì qua những lần đá đối với đối thủ Hà Nội thì đều ghi được bàn thắng, có bí quyết gì không? Hay là nó là một cái màn thể hiện mà Thế Vương đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho những trận đấu lớn như thế này? Không à, bởi vì nói chung là mình vào sân thì mình cứ nỗ lực hết mình, còn cơ hội đến với mình thì mình tận dụng được thì có kết quả tốt, còn không tận dụng được thì đương nhiên đội sẽ có kết quả không như muốn. Tuy nhiên Vũ Thế Vương nghĩ sao khi mà đội Nam Định luôn coi Vũ Thế Vương là một vũ khí, một thứ vũ khí rất lợi hại trong mỗi lần đối đầu với cả câu lạc bộ Hà Nội? Không phải là vũ khí, bởi vì mỗi lần em vào sân là em cứ thể hiện hết mình 100%, 200% sức, cơ hội đến thì mình giải quyết được thì mình luôn được sự tôn trọng của ban huấn luyện và các anh em cầu thủ. Và mỗi khi mà ghi được bàn vào lưới của đội bóng Hà Nội thì cảm xúc nó thực sự em có thể mô tả được không? Như anh biết thì hai trận lượt về năm trước và lần đi năm nay cảm xúc không nói được, vì sướng lắm. Mỗi lần như thế thì em lại cởi áo ăn mừng. Và nếu mà ngày mai nếu mà có ghi bàn thì em cũng sẽ tiếp tục cởi áo ăn mừng. Chúng tôi sẽ chắc chắn là có báo trước cho ban tổ chức đấy. Bạn nghĩ gì? Anh em hỏi gì? Em nghĩ gì nếu như mà cứ cởi áo như thế bị thẻ vàng? Bởi vì là nếu mà ghi một siêu phẩm thì em sẽ cởi áo ăn mừng, còn như ghi vào thắng bình thường thì em còn phải cảm xúc nữa, mình phải xem lại. Em có tự tin là ngày cũng chưa biết được, còn có tình huống nữa. Ok, về đấy là những cái câu hỏi liên quan đến về cảm xúc thôi. Về thực tế thì Vũ Thế Vương đánh giá đội bóng thủ đô như thế nào? Đội bóng thủ đô rất mạnh, cá nhân rất là hay, cầu thủ đá nhiều cũng như là không đá đều cũng có thể ra sân, cũng có thể nằm trong kế hoạch của đội câu lạc bộ Hà Nội. Okay. Mình có thêm một chút hỏi thêm anh. Hỏi đi. Anh Vương thì em hỏi thêm anh về hai cái khoảnh khắc mà anh ghi bàn, một khoảnh khắc ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội và lưới Bùi Tiến Dũng, thì lúc đấy anh có chủ động sút không hay là anh chỉ ấy thôi, chỉ là dẫn bóng lên theo ấy thôi, theo gọi là lối tấn công thôi? Không, thì lúc đấy thì mình chỉnh bóng cái nhìn thấy Tiến Dũng lên cao rồi mình thực hiện động tác bóng qua đầu. Vâng, nghĩa là chủ động ghi siêu phẩm đấy. Còn khoảnh khắc thứ hai là khoảnh khắc anh truyền cho Hạ Long ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Lúc đấy thì cả khán đài Nam Định là như vỡ tung. Thì anh có thể chia sẻ lại cảm xúc của anh như thế nào? Lúc đấy là cũng bắt tốc độ khoảng 60 m rồi, cũng mệt, cũng không ra ăn mừng chia sẻ cùng Hạ Long được, chỉ ôm Diego ở gần đấy thôi. Lúc đấy cũng cuối đường biên rồi. Lúc đấy có tiếc không anh? Cũng tiếc. Còn cái thứ hai là anh hỏi trước đi để em Thế Vương, bạn phải biết là câu lạc bộ Hà Nội hay là các cầu thủ mà ngày mai chuẩn bị đối mặt đều là những cầu thủ mà rất nhiều những đội bóng trên thế giới hoặc là khu vực Đông Nam Á hoặc châu Á cực kỳ khó vượt qua, nhưng bạn lại là người mà thường xuyên mang lại những sự khác biệt khi mà đối đầu với một hàng phòng ngự được coi là hàng đầu ở Việt Nam. Không biết là bạn có những cái bí quyết gì để tạo ra những điều đó mà thực sự bạn, như mọi người đã biết thì bạn luôn là một trong những cầu thủ có thể nhỏ nhất ở V-League lúc này, đối diện với những trung vệ, những hậu vệ hàng đầu Việt Nam lúc này. Có một cái bí quyết gì không? Cũng không ạ. Bởi vì là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội là câu lạc bộ mạnh, từ cá nhân rồi đến tập thể, đội đá trong sân nữa. Câu lạc bộ Nam Định chỉ có tinh thần và quyết tâm cao thì mới có thể giành được chiến thắng thôi, chứ còn tinh thần mà kém này thì khó đánh bại câu lạc bộ Hà Nội lắm. Rất nhiều người đang nói ở đây là nhỏ nhưng mà có võ, đúng không ạ? Một câu nữa thì tôi xin hỏi như này, lúc nãy thì huấn luyện viên Văn Dũng đã chia sẻ với chúng tôi rằng là không hiểu sao các cầu thủ Nam Định cứ mỗi khi đá với các cầu thủ Nam Định, các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội thì luôn luôn là có tinh thần như vậy. Huấn luyện viên Văn Dũng có chia sẻ với chúng tôi là đó là một sự khát khao để thể hiện trước rất nhiều những, bởi vì trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội có nhiều cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia, và đó cũng là một cái điều mà giúp cho các cầu thủ của Nam Định khát khao để cống hiến, được thể hiện với những người đang thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Bạn nghĩ sao về vấn đề về điều đó? Thì thầy cũng nói, chia sẻ cũng đúng ạ, bởi vì là như câu lạc bộ ví dụ như Arsenal này là câu lạc bộ nước ngoài sang Việt Nam thi đấu thì cầu thủ nào cũng muốn ghi bàn vào lưới Arsenal, rồi cũng muốn thể hiện mình cho bóng đá trong khu vực và thế giới biết, nó cũng khẳng định mình nữa. Thế là gặp câu lạc bộ Hà Nội thì hầu như là câu lạc bộ nào cũng có khát khao ghi bàn và giành chiến thắng cho câu lạc bộ Hà Nội. Hy vọng ngày mai thì Vũ Thế Vương sẽ có được bàn thắng nhưng mà không cởi áo ăn mừng. À, vâng. Anh ơi, thì em hỏi câu cuối nhé. Thì trong các độ trong mấy ông ngoại binh ấy, thì hay gọi anh là Messi. Vậy anh có thể chia sẻ về cái biệt danh này không? Không, bởi vì em nhỏ thôi, nhỏ như nhưng có kỹ thuật như Messi đúng không? Không, kỹ thuật thì không bằng được. Thì là các bạn ấy nói vui rồi. Nói chung là có kỹ thuật đúng không? Có kỹ thuật so với mặt bằng chung của toàn đội. Vâng, cũng trung bình nữa, trung bình khá. Vâng, em cảm ơn nhé. Sáng hôm nay chúng ta trở về sân Thiên Trường tập luyện để chuẩn bị đón tiếp đối với mình vào chủ nhật này. Về hàng thủ của Duy Mạnh, về Hà Nội thì ngày mai sẽ thiếu vắng Duy Mạnh, thì ông đánh giá như nào về cái sự thiếu vắng này của Hà Nội? Thì thực tế là Duy Mạnh như các bạn biết là nó đang là một tuyển thủ quốc gia và một cầu thủ rất là quan trọng của đội Hà Nội. Thế mà mất Duy Mạnh thì cũng có thể lấy người khác cũng có thể chám cái chỗ đó. Nhưng khả năng chuyên môn có thể không bằng Duy Mạnh. Đấy, nhưng mà cái lực lượng của Hà Nội thì tôi nghĩ là cũng 19-10 thôi. Nhưng không đến mức độ là mất Duy Mạnh là đội Hà Nội yếu hẳn đi. Vâng, vậy ông có thể chia sẻ kỹ hơn về tình trạng của Lê Văn Phú không ạ? Lê Văn Phú thì đến bây giờ Lê Văn Phú chúng tôi là vừa hồi phục hoàn toàn rồi. Về thể lực, có thể trạng có thể đầy đủ, thể lực có thể thi đấu những trận kế tiếp. Vâng. Vậy cuối cùng thì trước khi trận đấu này diễn ra, các cổ động viên Nam Định đã rủ nhau đến lên tiếp nửa nhuộm vàng sân Hàng Đẫy, thì ông có lời gì muốn nói với cổ động viên không? Thì thực tế cổ động viên của Nam Định chúng tôi là quá là tuyệt vời, thì cũng rất là hy vọng là ngày mai sẽ là khán giả ở tất cả của tỉnh Nam Định cũng như những người con Nam Định đang sinh sống tại Hà Nội thì cũng đến sân để cổ vũ động viên cho đội bóng của Nam Định vào thi đấu trận ngày mai. Vâng, cảm ơn ông. Cháu xin hỏi chú một câu đấy ạ. Nam Định thì luôn luôn có những kết quả rất là tốt trước Hà Nội. Bây giờ chú có thể bật mí một chút là cái bí quyết nào thì giúp cho Nam Định, không phải là chuyên môn ạ, giúp cho cầu thủ Nam Định luôn luôn hưng phấn khi đá với Hà Nội? Cái này thì nó cũng không có gì là bí quyết cả. Chỉ cái là khi gặp cái đối tượng mà mạnh như đội Hà Nội thì cái sự tập trung cao độ của các cầu thủ và cái tinh thần của các cầu thủ rất là, đấy là những cái bí quyết để mà có thể là giành những cái kết quả tốt đẹp nhất. À, vâng. Thế chứng tỏ là nhiều khi chúng ta gặp những đội bóng khác thì chúng ta lại không... Thì cái sự tập trung của cầu thủ nó không được 100%. Ví dụ như đá với đội tuyển thì chẳng hạn thì đương nhiên là có cái sự hưng phấn và những cái đánh giá đối thủ cao hơn thì cái tính tập trung nó sẽ cao hơn. Vâng.